Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series One Piece Phiêu Lưu Ký cùng mình. Hôm nay thì chúng ta quay trở lại để làm một vài trận cho nó nóng người anh em nhá. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái trận của bạn Thắng Nguyễn, yêu cầu là siêu tân tinh đánh với hải quân. Thực ra mình đã làm cái kèo siêu tân tinh với hải quân rồi, nhưng mà bạn yêu cầu và được 5 like luôn, đứng top comment đấy, thì mình làm thôi. Siêu tân tinh của bạn yêu cầu là Ruffy, Zoro nè, Law. Mình đang thích đánh Law bởi vì nó có cái chiêu kiểu giật điện rất là ghê. Kid, Bartolomeo, 5 người đánh với hải quân là Sengoku, Garp, Okainu, Kizaru và Aokiji. Ui, toàn chơi đô đốc mạnh ấy. Toàn chơi kiểu phó đô đốc thủy sư với cả đô đốc xịn luôn, làm sao chơi. Sao đánh đây? Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cái trận này với việc là có 5 siêu tân tinh đánh với cả 5 chức vụ to lớn trong hải quân. Căng thẳng đấy nhỉ? Chiến đấu cơ yo, Luffy. Tay o kasou ka? Zoro ita no ka omae? Ii yo, ore ga zenbu buttobasu kara. Ki o raku ni shiro. Sugu ni owaru. Seiryoku de uwamaarou ga, kachi to taka o kukuru na yo. Tada no oibore da to omottoru to, ken aku wa ka. Tiến lên. Đó. Đúng rồi, như thế đấy. Mở đầu rất là tuyệt vời, Luffy. Ôi. Điều nhờ nè. Ôi. Duy Gu Gu được một phát vào đầu rồi. Sáng sớm được một phát vào đầu rồi. À, mình quay cái này lúc 12 giờ trưa anh em, chứ không phải sáng sớm đâu. Ôi. Được một phát rồi. Được một phát gỗ mù rồi. Má đập linh tinh rồi. Nghe thấy âm thanh gì chưa? Âm thanh của sự mãn nguyện đấy. Pistol. Ai ạ? Ok đủ ấy. Mày gọi Zoro ra là có vấn đề rồi đúng không? Ơ? À nó trốn xuống nhắm thạch à? Chơi bẩn nhờ. Ok. Cũng ghê đấy, cũng ghê. Thôi chết rồi, nó cũng đi rồi. Hơi căng nhỉ. Ây ạ, Flash Counter rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ờ, mất ulti luôn. Nhơn nè, nhơn. Giết nó. Bình tĩnh nào, mình hành chung nó tí. Gáp kìa. Không sambu gì kìa. Chạy về room, chạy về room, chạy về room. Mình chưa thu room, ớt đâu room rồi. Đấy, ok chưa. Được của nó luôn. Gáp chụp về đây chụp tội. Giờ radio knife. Ơ. Ai ai đau 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 đau. Thôi xong. Đấm sấp mặt. Mất room luôn. Ờ mất room luôn. Cứ lo cứ bị ngã mất room. Với cả cái nắm đấm ấy là nắm đấm kiểu trá quỷ ấy.
Anh em nghe không? Samus luôn. Chết đi. Radio Knife. Không Samus gì cả. Điều ai? Ôi, mình thích cái Samus gì vậy? Ôi toàn à? Còn lộng. Giết thôi. Đập tao hả mày? Chết mày đi. Chết! Ôi! Hố đạn. Wow, mày hố đạn thật. Uầy! Haki kiểu gì vậy? Haki kiểu gì mà không chém được? Cũng ghê đấy. Mày này! Ngồi mà nắm đấm lửa với chúng tôi. Không tuổi bạn ấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với cả hai đối đốc cuối cùng là Aokiji và cái giận của chết mẹ. Không đánh nhanh là thằng Bartolomeo nó phế lắm. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi. Itoyo mà không được à? Thằng đánh quá. Uzan à? Ôi! Đáng lẽ là phải... Đúng rồi! Phải như thế đấy! Đứng dậy! Ôi! Ném chim rồi có đầu, nó qua báo được kìa. Không cản được con gà lôi phá của nó luôn ấy. Tại sao cái 3000 phượng hoàng của mình không cản được nhỉ? Trời, Bartolomeo rồi làm được cái gì? Có Bari của Luffy chắc. Không được kìa. Ờ, được kìa. Toàn rồi bu em đó. Rồi cái làm gì vậy? Bây giờ mình phải tăng đam đi chứ. Chạy. Lên nào, Bartolomeo. Barry Barino. Giống cung 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 đồ ấy. Barry Barino. Xoài, ghê không? Ra quả ấy. Barry Barino. Barry Bisto. Ghê không? Chất lượng ấy. Sao? Nhờ đi kít à? Kít ve chai. Ok. Mình sẽ đánh lại vì còn một phút nữa mới đủ. Thế nên là chúng ta cứ đánh tiếp nhá. Gap Frost God Leaf. Ok, hình như là kiểu ăn bánh xong rồi không để ý Luffy đang đánh nhau ấy. Như nào thì mình không biết. Trời ơi, Phớt Aztec mà nó hóa thật kìa. Trời đủ. Nó phải như thế chứ. Sokoku shikei da.
Không gian vô cư của chúng tôi. Ô tôi chết. Toang rồi. Đấy, Flash Guard kìa. Quay dạng đánh luôn. Uầy, nhảy ghê thật. Điêu nhỉ. Đau quá. Đúng rồi. Toàn. À chưa toàn. Uầy. Thì dễ thất chết luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cắt được. Mày có vòng rung vẫn còn. Cho mày chạy vào vòng rung. Ơi. Đau quá. Cắt tim vào cái đủ vậy. Kizan de yaru yo. Kakugo se. Miss. Xong. Cắt tim ở cây đủ luôn. Chiero. Đi. Xong rồi. À vẫn trong room của mình ấy. Thôi toàn. Ok, để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, bình luận phía dưới và đăng ký kênh cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.